không nhận ra chị khách sau 3 ngày gặp lại. Đó, cái nền môi mà nó sáng, nó đẹp, nó sẽ thay đổi cả khuôn mặt luôn. Môi thâm nó sẽ kéo theo khuôn mặt và da sẽ rất là xỉn màu. Nhưng mà khi mà môi của các bạn nó tươi tắn, nó sẽ làm cho cái da của các bạn hồng hào hơn rất là nhiều các bạn nha. Chị khách này là U46 tuổi rồi các bạn ạ. Nhưng các bạn nhìn thấy trẻ không? Chỉ chụp cái môi thôi, nhìn cảm giác cái tông da của người ta đã rất là trẻ rồi. Chính vì vậy mà với những chị mà thích những cái điều nhẹ nhàng này, đơn giản, thì chúng ta nên chọn những tông màu nhẹ nhàng thôi. Ví dụ màu này là cái màu nó cũng không quá là khử thâm, nó vẫn là có màu nhưng nó cũng không quá là đậm đà. Đây là màu hồng cam, một cái màu mà Hòa rất là thích, làm cho những khách mà thích kiểu ăn gian tuổi và thích cái sự trẻ trung. Sau 30 tuổi thì phụ nữ chúng ta sẽ rất sợ già, bản thân Hòa cũng vậy. Nên là ngày xưa Hòa cũng làm môi rất là đậm, sau đó thì Hòa đi hút đi và Hòa làm cái tông màu nhẹ nhàng đấy các bạn ạ. Vì vậy mà chị em đừng quá chọn những tông màu quá đậm đà nếu như chúng ta là những người vừa phải nhẹ nhàng. Bởi vì tông màu đậm nó sẽ khiến cho chúng ta nhiều tuổi hơn đấy.